Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 70. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 012. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2006 8887 9992. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9347. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91048 46362. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99660. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87221. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 197268. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 197268.